Red Bull, năng lượng tích cực, khơi dậy nội lực. Ấn Độ nhận án phạt cực nặng từ FIFA, đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch thay thế quân xanh mới vào tháng 9. Mới đây vào ngày 16 tháng 8, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã ban hành quyết định đình chỉ tất cả mọi hoạt động trên phạm vi toàn thế giới đối với Liên đoàn bóng đá Ấn Độ AIFF do vi phạm nghiêm trọng điều lệ của FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc các cấp độ của đội tuyển bóng đá nam và nữ của Ấn Độ sẽ không thể tham gia các giải đấu và các hoạt động thuộc hệ thống của FIFA. Cụ thể, lý do mà AIFF đã phải nhận án phạt này là do tổ chức đứng đầu bóng đá Ấn Độ đã bị chịu ảnh hưởng quá mức từ một bên thứ ba, gây ảnh hưởng tới việc tổ chức giải World Cup nữ cho lứa tuổi U17 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 10 năm 2022. Quyết định của FIFA sẽ có hiệu lực ngay lập tức. FIFA cho biết đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng điều lệ của FIFA và việc đình chỉ sẽ được duy trì cho đến khi AIFF giành lại toàn quyền kiểm soát các công việc hàng ngày của mình. Trước đó vào tháng 5 năm 2022 vừa qua, Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra quyết định giải thể Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Ấn Độ với lý do Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã không tổ chức bầu cử đúng thời hạn và cũng không thực hiện những sửa đổi phù hợp với các quy định trong Bộ luật Thể thao Quốc gia. Tòa án tối cao Ấn Độ đồng thời cũng chỉ định một ủy ban quản trị chịu trách nhiệm điều hành, sửa đổi các quy định và tổ chức cuộc bầu cử theo kế hoạch đã phải diễn ra vào tháng 12 năm 2020 nhưng đã không thể được tiến hành. Với việc bị FIFA đình chỉ hoạt động trên phạm vi toàn thế giới và quyết định đình chỉ có hiệu lực ngay sau khi được ban hành, giải U17 World Cup nữ 2022 dự kiến diễn ra ở Ấn Độ từ ngày 11 đến ngày 30 tháng 10 sẽ không thể tổ chức theo kế hoạch. FIFA đang tìm phương án giải quyết cho giải đấu này. Ngoài ra, tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đang liên hệ với Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ để sớm giải quyết các vụ việc theo hướng tích cực. Với việc AIFF sẽ không thể tham gia các giải đấu thuộc hệ thống của FIFA, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể tham dự được giải giao hữu do Việt Nam tổ chức vào tháng 9 tới đây. Như đã biết, vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức giải đấu giao hữu quốc tế nhằm chuẩn bị cho AFF 2022 sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Hai đội bóng được xác định là quân xanh của giải đấu là Ấn Độ và Singapore. Tuy nhiên, với việc đội tuyển Ấn Độ không thể tham dự, giải đấu sẽ chỉ còn Việt Nam và Singapore thi đấu với nhau. Chính vì thế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã khẩn trương lên kế hoạch để mời về một quân xanh có chất lượng và trình độ tương đương với đội tuyển Ấn Độ nhằm chuẩn bị cho AFF 2022 một cách tốt nhất. Cũng liên quan tới việc Liên đoàn bóng đá Ấn Độ nhận án phạt từ FIFA, điều này cũng sẽ khiến cho họ không thể tham dự được Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm sau. Đội tuyển Philippines sẽ thay thế cho đội tuyển Ấn Độ tại vòng chung kết cúp bóng đá châu Á này. Như vậy, Philippines sẽ trở thành đại diện thứ 5 của Đông Nam Á góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất châu lục sau Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Theo kế hoạch, giải đấu giao hữu quốc tế do VFF tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 tại sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Theo các bạn, đội tuyển nào sẽ được lựa chọn để trở thành quân xanh thay thế cho Ấn Độ? Hãy để lại comment ở bên dưới bài viết nhé. Mọi thông tin liên quan đến giải đấu giao hữu được VFF tổ chức vào tháng 9 tới đây sẽ được cập nhật liên tục trên các nền tảng của Next Sport. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.